Xin chào các bạn, video hôm nay sẽ chia sẻ đến với các bạn 7 tip để giúp các bạn phát triển nhanh phần sức mạnh trong quá trình tập luyện của mình. Tip thứ nhất, những bài bạn có thể thực hiện được từ 2 cho đến 6 rep sẽ là những bài tốt nhất để giúp các bạn phát triển phần sức mạnh. Ở đây mình sẽ lấy thiết đá một tay để làm ví dụ, để chúng ta có thể tưởng tượng ra một cách dễ dàng nhất. Chắc chắn để có thể thiết đá được một tay thì việc đầu tiên chúng ta cần là đó là thiết đá thường. Nhưng nếu bạn đã có thể thiết đá được 30 cái, thì việc nâng lên thành 40 cái hoặc 50 cái không có ý nghĩa nhiều trong việc bạn có thể thực hiện được thiết đá một tay hay không. Điều bạn cần làm đó là tập các bài nặng hơn như thiết đá archer. Chính các bài này sẽ giúp các bạn phát triển phần sức mạnh, từ đó hoàn thành được mục tiêu của mình. Ở đây chính là thiết đá một tay. Khi một bài tập bạn đã có thể thực hiện được trên 10 rep, nó không còn giúp các bạn phát triển tốt phần sức mạnh nữa, bởi vì phần cơ sẽ giúp các bạn phát triển phần sức mạnh đó là phần cơ nhanh. Thời gian hoạt động của nó kéo dài trong khoảng từ 4 cho đến 12 giây, tương đương với khoảng từ 2 cho đến 6 rep đối với những bài rất nặng. Vì vậy, việc tập từ 2 cho đến 6 rep sẽ là tốt nhất để phát triển phần cơ này. Nếu như bạn chọn bài tập có thể thực hiện được nhiều hơn như 10 hoặc 12 rep thì chứng tỏ bài tập này chưa đủ nặng, do đó nó sẽ không tác động nhiều vào phần cơ nhanh, cho nên sự phát triển sức mạnh của bạn sẽ khá chậm và bài tập đó sẽ là nhẹ đối với việc phát triển phần sức mạnh của bạn. Tương tự với các bài giữ, chúng ta sẽ chọn bài có thể giữ được từ 4 cho đến 12 giây sẽ là tốt nhất cho việc phát triển phần sức mạnh trong việc tập luyện skill đó. Còn nếu như chúng ta chọn những bài nặng hơn và ít rep hơn thì sao? Nếu như vậy thì bạn cũng không phát triển phần sức mạnh tốt được, bởi vì cơ của bạn chưa nhận được đủ thời gian kích thích thì bạn đã toang rồi. Và trong lúc tập luyện sức mạnh thì mình luôn luôn khô đến giọt sức cuối cùng ở mỗi hiệp và mỗi rep. Tip thứ hai, hiểu đúng về tập sức mạnh, đồng thời làm tốt những gì chính mình cần làm. Điều này hơi giống với điều mình vừa nói, nhưng mình cũng muốn nhấn mạnh lại một lần nữa để giúp các bạn có định hướng rõ hơn trong việc tập sức mạnh. Các bài tập nặng sẽ giúp bạn phát triển nhanh phần sức mạnh, nhưng không nhất quyết cứ phải là các bài nặng như thiết đá một tay hoặc skill planche mới giúp các bạn phát triển phần sức mạnh. Giả dụ bạn là người mới, việc có thể thiết được 5 hoặc 6 cái thiết đá thì cũng khiến bạn mệt và cảm thấy khó khăn. Thì trong giai đoạn này, thiết đắc chính là bài tập sẽ giúp các bạn phát triển phần sức mạnh. Điều các bạn cần làm lúc này đó là tập trung vào việc tập thiết đắc, đồng thời cải thiện form và tăng số lượng của mình có thể thực hiện được. Sau khi đã thực hiện được khoảng tầm 8 cho đến 12 rep chuẩn form, thì các bạn có thể chuyển qua các biến thể khó hơn như thiết đắc archer để giúp mình phát triển sức mạnh. Và cứ như vậy, dần dần các bạn sẽ tập được các bài tập nặng và khó hơn. Ở đây mình lấy thiết đắc làm ví dụ, các bài khác thì cũng tương tự và cũng tương tự với việc các bạn sử dụng tạ trong quá trình tập luyện của mình. Nâng dần mức tạ mình có thể thực hiện lên để có thể phát triển tốt phần sức mạnh theo thời gian. Tip thứ ba, tập trung vào mục tiêu của mình, chọn đúng bài tập và thường khoảng từ 2 cho đến 4 bài sẽ là tốt nhất để phát triển bất cứ skill nào. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ là động tác planche để các bạn dễ hình dung hơn trong quá trình tập luyện và cách chọn bài của mình. Đó chính là chuyển động của vai và các phần cơ khác trong động tác planche. Một bài tập bổ trợ tốt cho skill khi nó mô phỏng lại đúng phần cơ và cách chuyển động của phần cơ đó trong bài tập. Hai bài tập sẽ bổ trợ tốt và mô phỏng đúng chuyển động của động tác planche, đó là động tác planche sailing và động tác bushido push-up. Hai bài này sẽ bổ trợ cho phần vai trước của các bạn, đồng thời bổ trợ cho phần lưng, bụng để giúp các bạn phát triển động tác planche và có thể làm được động tác planche. Việc tập nặng nhưng chọn bài tập không đúng, mặc dù các bạn phát triển phần sức mạnh nhưng chắc chắn sẽ không phát triển được đúng phần skill mà mình chọn, bởi vì phần cơ mà nó tác động sẽ khác so với phần cơ mà để thực hiện skill. Dù có tập các bài hít đất sau đây nhiều thì chắc chắn các bạn cũng không thể làm được động tác planche. Vì vậy, nên xem xét kỹ chuyển động của phần cơ và nhóm cơ tham gia vào skill để chọn bài tập tốt nhất. Tip thứ tư, sau mỗi hiệp tập sức mạnh, chúng ta sẽ nghỉ từ 2 cho đến 3 phút, sau đó mới bắt đầu hiệp tiếp theo. Như mình đã đề cập ở tip thứ nhất, phần cơ sẽ tham gia vào việc tập sức mạnh và giúp các bạn phát triển phần sức mạnh, đó chính là phần cơ rút nhanh. Sau mỗi hiệp tập thì gần như phần cơ này kiệt sức bởi vì thời gian hoạt động của nó rất ngắn, kéo dài đâu đó khoảng từ 4 cho đến 12 giây. Đồng thời bởi vì thời gian hồi phục năng lượng của nó rất chậm, mất khoảng từ 90 cho đến 180 giây thì nó mới hồi phục xong năng lượng. Nên để tập luyện hiệu quả, các bạn cũng nên nghỉ theo đúng khoảng thời gian này, nghỉ giữa các hiệp từ 90 cho đến 180 giây. Khi phần cơ này hồi phục thì việc tập của bạn mới đảm bảo hiệu suất. Nếu các bạn nghỉ ngắn hơn thì chắc chắn các bạn sẽ không đủ sức tập ở các hiệp tiếp theo, do đó hiệu suất sẽ đi xuống. Vì vậy, tốc độ phát triển và sức mạnh của bạn sẽ chậm.
Tip thứ 5, form đẹp thì tốt nhưng nó không quá cần. Để có thể làm được một skill và một động tác ở mức độ form đẹp, đòi hỏi các bạn có độ thành thạo cao và hoàn thiện skill đó. Rất mạnh skill đó rồi các bạn mới làm form đẹp được. Lúc trước thì khi mình đã thực hiện được 10 planche push up thì mới có thể thực hiện được động tác planche ở form đẹp được. Nên việc các bạn cần làm đó là làm sao để thực hiện được skill trước đã. Khi đã vững và cứng skill rồi, chúng ta sẽ bắt đầu sửa form. Như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc các bạn sửa form từ lúc mà các bạn chưa hề làm được skill. Đó là form Bushido Push-up của mình khi mình đã làm được động tác plank. Đối với những bạn chưa làm được động tác plank, thực hiện form này thực sự không hề dễ dàng. Form Bushido Push-up này tuy không đẹp bằng nhưng nó vẫn giúp các bạn phát triển tốt phần sức mạnh trong động tác plank. Và đây chính là điều mà các bạn làm được ngay bây giờ và làm được tốt nhất. Form đẹp sẽ tốt nhưng không tập được thì là vô nghĩa. Ý của mình ở đây đó là form đẹp thì tốt nhưng trước tiên bạn cần làm đúng trước đã. Việc tập đúng sẽ rất khác so với việc tập gắng sức và tập lay le. Ví dụ như động tác front lever ở đây là động tác front lever lay le. Nó không phải là front lever, nó là động tác gì mình cũng không biết nữa. Nếu ở trình độ này các bạn nên quay về với straddle, advanced và động tác thức front lever. Vậy sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn. Khi nào hoàn thành xong động tác front lever đúng thì các bạn mới nên bắt đầu sửa form. Như vậy sẽ là tốt nhất và nhanh hoàn thành skill nhất. Tip thứ 6, chia bài tập riêng biệt. Và các bài nặng thì tập trước, bài nhẹ thì tập sau. Nhân lúc bạn khỏe nhất, hãy thực hiện những bài nặng nhất. Đơn giản là như vậy. Bởi vì cứ sau khoảng từ 2 cho đến 3 phút nghỉ thì cơ bắp của bạn hồi phục đâu đó khoảng 90%, vẫn ít hơn so với thời điểm xuất phát ban đầu. Lựa chọn tốt nhất cho bạn đó là chia thành từng bài tập riêng biệt, hoàn thành xong bài nặng ở phía trước, sau đó đến những bài nhẹ tiếp theo. Trong buổi tập front lever của mình thì đầu tiên mình sẽ tập raise, sau đó tập giữ, rồi cuối buổi mình sẽ tập các bài kéo xà riêng biệt thành 3 phần. Tip thứ 7, kiên định. Việc áp dụng được tất cả các tip vừa rồi sẽ giúp các bạn tập luyện skill một cách hiệu quả. Nhưng không phải ngày 1, ngày 2 là đã có thể thực hiện được. Việc tập skill đôi khi rất chán, cứ lặp đi lặp lại khoảng 3-4 bài thường xuyên và liên tục, nên cực kỳ dễ nản cho những ai mới bắt đầu và chưa làm được skill nào. Các bạn cứ kiên định, chắc chắn thời gian sẽ giúp các bạn chinh phục được skill. Khi con đường các bạn chọn đã đúng thì chắc chắn sẽ đến đích. Cũng đừng quá hấp tấp trong việc tập skill, vẫn nên cho cơ bắp nghỉ khoảng 48 cho đến 72 giờ. Một tuần thì mình tập một skill từ 2 cho đến 3 buổi là vừa, không tập nhiều hơn. Tập nhiều hơn rất dễ đến việc quá tải và dễ chấn thương. Sau 3 tuần tập nặng, mình sẽ có một tuần tập nhẹ và ở tuần tiếp theo mình sẽ tăng bài, làm cho bài tập nặng hơn, biến đổi form khó hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Vừa rồi thì kênh của mình may mắn đạt được mốc 20.000 sub. Để đánh dấu mốc đó, mình có lập một page và một group để chúng ta cùng nhau trao đổi kiến thức và học hỏi kinh nghiệm của nhau trong quá trình tập luyện. Nếu các bạn thấy hứng thú, có thể kết vào link mô tả phía bên dưới để có thể tham gia vào nhóm và like trang này. Chúc các bạn tập luyện hiệu quả và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.